Có những người trượt vết ngắn, có những người trượt vết dài, có những người trượt trong một giai đoạn, và có những người trượt mãi mãi. Tôi xin chia sẻ với các vị với nội dung hôm nay với bài giảng là Quay đầu là quay đầu là hip hop, 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 quay đầ